Kính thưa sư, con vừa tìm được việc, nơi đó giữ được tám giới, tránh xa các dục. Tuy nhiên con phải để mẹ ở nhà một mình, nhà con ít người, con đang rất khó nghĩ. Xin sư cho con lời khuyên. Thưa với quý vị, nếu như chúng ta là người tại gia, phải đi làm nuôi gia đình, thì bắt buộc chúng ta phải lựa chọn một nghề nghiệp thôi. Quý vị hãy suy nghĩ như thế này. Chúng ta nên nuôi gia đình bằng một cái nghề bất thiện thì tốt hơn, hay là nuôi gia đình bằng một cái nghề thiện thì tốt hơn? Rõ ràng việc chúng ta nuôi gia đình bằng một nghề thiện thì tốt hơn là chúng ta nuôi gia đình một cái nghề bất thiện. Chính bởi vì như vậy đó, cái việc mà quý vị tìm được một công việc mà qua đó quý vị có thể giữ được tám giới, đó là điều đáng quý. Mà đó được xem là hạnh phúc tối thượng trong kinh Mangala Sutta. Tuy nhiên ở trong Mangala Sutta đó, thì còn có một cái nữa, đó là cái sự phụng dưỡng mẹ và cha. Thì sự phụng dưỡng mẹ và cha ở đây đó, như là trong Tăng Chi thì cũng có rất nhiều cách, hay là ở trong giáo thọ Thích Ca La Việt cũng có rất nhiều cách. Cái việc mà chúng ta gần gũi rồi sớm hôm lo cái gọi là lo cái tinh thần cho cha mẹ thì đó cũng là một điều nên làm. Tuy nhiên như đó thì vẫn chưa đủ, mà chúng ta còn có thể nuôi cha mẹ bằng vật chất, nuôi cha mẹ bằng cái việc chúng ta giúp cho cha mẹ có giới, giúp cho cha mẹ có bố thí, giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi Tam Bảo, thì đó cũng là có nhiều cách giúp. Cho nên đối với cá nhân sư thì sư cho rằng chúng ta vẫn có thể lo được cho cha mẹ mặc dù chúng ta ở xa, nhưng mà điều chúng ta quan trọng hơn là chúng ta có thể lo được cho cha mẹ bằng những tài sản đúng với chánh pháp. Chứ còn nếu như chúng ta ở gần cha mẹ mà chúng ta nuôi cha mẹ bằng những cái tài sản có được bằng phi pháp thì bản thân mình khổ đã đành rồi. Mà cha mẹ của mình khi thọ nhận những cái tài sản đó, cha mẹ mình cũng khổ. Cho nên thay vì mình ở xa một tí, nhưng mà hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho mẹ mình. Còn mình ở gần thì lại khổ cho mình, khổ cho mẹ mình. Cho nên là sư vẫn ưu tiên cái việc là quý vị có được công việc tốt thì nó vẫn là một việc đáng tán thán. Tuy nhiên thì quyết định vẫn là do quý vị. Không biết về vấn đề này thì sư Tệ Tường có ý kiến gì hay không? Thưa Đại Đức, thưa quý vị, Thế Đức Hạnh Tuệ nói rất là đầy đủ rồi. Ở đây sư chỉ xin có nghĩa là cho một cái lời khuyên nhỏ là như vậy, là nếu mà cái câu này câu câu này được trả lời theo đúng tinh thần lời dạy thì cái khoảng cách gọi là khoảng cách địa lý thật sự là nếu nó đúng là không quan trọng, thứ cái quan trọng cái tâm mình đó. Tâm mình như thế nào, giống như Đức Hạnh Tự nói rồi, như là mình có thể ở xa nhưng mà cái sự nhưng mà nơi tâm mình nó có cái lòng hiếu thảo, và rồi cái lòng hiếu thảo đó mình thể hiện qua thân qua khẩu thì thân qua khẩu thì giống như mình đền đáp, thì Đức Hạnh Tự cũng có nói rồi đó. Nghĩa là mình đền đáp bằng gì? Bằng vật chất, bằng tinh thần. Và cái cao thượng nhất mà Phật dạy là mình hướng quyến thuộc của mình. Ở đây không chỉ là mẹ, mà chưa sử dụng từ quyến thuộc nữa. Đặc biệt là cha mẹ, nương tựa và tam bảo. Thì đó mới là cái điều thiêng liêng, điều qua cao quý nhất và đúng tinh thần của Phật dạy. Còn nếu mình xem cái khoảng cách địa lý là cái gì đó nó quan trọng thì nó chưa có gọi đúng lắm. Nhưng Đức Hạnh Tuệ có dẫn chứng cho quý vị rõ đó. Nếu quý vị ở gần ở sát bên cha mẹ nhưng mà rồi cái tâm mà hiếu thảo, rồi cái tâm mà lo lắng cho cha mẹ mà không có thì cái điều đó nó cũng vô nghĩa thôi.
Cho nên khoảng cách địa lý ở đây á, là nghĩa là sư không có phủ nhận cái việc mà xa thì khó chăm sóc, nghĩa là đối với những người mà có lòng hiếu thảo thôi nha, không phủ nhận việc đó nha, không. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu là cái khoảng địa lý á, và cái địa lý nó chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt thôi, còn quan trọng hơn hết á, là bản thân mình á, mình á, đáp lại công ơn sinh thành của cha mẹ, rồi mình hiểu Phật pháp, mình báo hiếu cho cha mẹ, và mình thực hành theo lời Phật dạy để đúng theo tinh thần mà Đức Phật dạy, mình đối với cha mẹ thế nào thì cái điều đó mới điều đúng và cái điều thiêng liêng nhất của một người con. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần trả lời. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.